Bobby và Raquel là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai cô gái với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau các bạn ạ. Raquel thì giống mẹ nên lúc nào cũng chỉ thích ăn diện thôi nhé. Ok. Bobby thì hiền lành, chăm chỉ và lúc nào cũng vâng lời mẹ dạy. Ôi, một chú cá nhỏ đang mắc cạn. Oh no. Bơi đi nào cá nhỏ ơi. Ôi, cá nhỏ là một chàng tiên cá sao? Bobby chỉ nhận lời cảm ơn thôi nhé. Xin tạm biệt. Sao lại về trễ? Dạ, chuyện là như thế này mẹ ạ. Thật dốt nát, tại sao lại không đòi hỏi điều gì chứ? Xin chào, hãy giúp mẹ tôi nhé. Okay. Chắc chắn rồi. Ôi, mẹ kế và em gái đều mặc thật đẹp. Một điều ước là không đủ. No. Dám cãi lời ta sao? Hãy giúp mẹ tôi một lần nữa nhé. Ta muốn được làm nữ hoàng. Okay. Wow, cung điện thật đẹp. Hãy giam nó lại. Oh, no. Nhưng Bobby có tội gì đâu. Bobby ơi, đừng khóc nhé. Họ đối xử với Bobby thật tàn nhẫn. Bobby ơi, hãy theo Ken nhé. Cảm ơn. Ken sẽ cho họ một bài học. Các bạn ơi, hãy cùng thiết kế một chiếc váy đuôi cá thật đẹp cho cô nàng Bobby của chúng ta nhé. Without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, hat pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every star. Sắc hồng thật ngọt ngào phải không nào? Điểm thêm sắc xanh dương và tím nữa nhé. Đính thêm nhũ và hạt lấp lánh thôi nào các bạn. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall. Staring out over miles of land without it. Wow, Bobby là nàng tiên cá thật xinh đẹp. Hạnh phúc nhé. Oh no.
Chào mừng các bạn đến với tòa lâu đài Wow xinh đẹp. Đây là hoàng hậu Barbie, còn đây là đức vua Ken nhé các bạn. Ôi, một chiếc nồi đang trôi trên sông. Trong nồi còn có một em bé nữa kìa. Wow, em bé thật dễ thương. Một căn phòng ngủ nhỏ xinh dành cho công chúa nhé. Hãy uống sữa và ngủ ngoan nhé công chúa. Một năm sau. Ôi, công chúa đang khóc nhè đấy sao? Hãy đi tắm thôi nào. Nước tắm cần phải pha thật ấm nhé. Và đừng quên, công chúa còn có những người bạn dễ thương nữa nhé. 6 năm sau. Ôi, công chúa càng lớn càng thêm đáng yêu. Hôm nay công chúa sẽ mặc gì nhỉ? Hoàng hậu Barbie sẽ tự tay chọn vải và thiết kế những chiếc váy thật đẹp dành cho công chúa nhé. Các bạn nghĩ sao về một chiếc váy kỳ lân bồng bềnh dành cho hoàng hậu? Váy kỳ lân rực rỡ sắc màu dành cho công chúa nhỏ đáng yêu của chúng ta nào. Thêm cả những đôi giày cầu vồng nữa nhé. Cầu vồng ngọt ngào và đặt chúng lên những chiếc váy tuyệt đẹp dành riêng cho hoàng hậu và công chúa nhỏ các bạn nhé. Và công chúa đều thật là xinh đẹp. Hôm nay nhà vua trông cũng thật khác mọi ngày phải không nào? Hãy tới vườn thượng uyển thôi nào. Những người hầu cận đang trồng và chăm sóc hoa nhé các bạn. Wow, chiếc cầu trượt và bể bóng mới được làm sao? Wow,
đẹp nhất con xin dành cho mẹ và cha của con. Chúc các bạn nhiều điều ngọt ngào nhất. Tạm biệt nhé.